Sơn Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Clip này em sẽ làm cho các bác một clip so sánh chất âm giữa cặp loa Pioneer S933 và cặp Pioneer S180A. Đây là hai cái dòng loa huyền thoại của Pioneer cho chất âm rất hay và đẹp mắt. Hôm nay thì hai cặp này thì về cái mức giá thì nó cũng hao giống nhau. Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Đấy, rất là nhiều các bác có yêu cầu em giới thiệu phải test hai cái dòng sản phẩm này. Hôm nay nhân dịp có cả hai cặp loa này thì em sẽ quay chi tiết cho các bác nhé. Đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác về cái hình thức của cả hai sản phẩm ngày hôm nay. Hai cặp loa hôm nay đều là những cái dòng hàng Sắt Đạt Trần tuyển chọn hàng đấu mạng, độ đẹp còn trên 90%, hình thức hoa hậu luôn các bác nhé. Đối với cặp Pioneer S180A đây, các bác xem hình thức là xuất sắc luôn. Đấy, xuất sắc. Nếu đến cặp 955 cũng thế ạ, không có chảy xước bể lở gì. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần tuyến loa của cả hai cặp loa này. Đây là cái phần tuyến loa của cặp S180A này, các bác nhìn xem. Đấy, gông kiềng còn rất sáng đẹp mà. Model S180A dòng này bát giấy các bác nhá. Đấy, hình thức đẹp xuất sắc luôn, căng mọc đẹp tuyệt đối luôn cho các bác. Tiếp theo đó là cặp 955. Cặp 955 thì nổi bật với cái vỏ gỗ màu đỏ đấy, và được sơn bóng dạng piano. Cấu hình của cặp này thì cũng sử dụng bát 30 và cái rốn bát này thì được làm bằng nhôm. Đấy, kiềng là kiềng nhôm đúc nguyên khối, một cái loa trung dom trung bóng rất to. Đây các bác nhìn cái tuyến loa nó còn mới như thế nào. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, chép này và đây cái phần loa chép đây các bác nhìn nó còn trắng bóc luôn, gương kiềng còn sáng choang. Đấy, đây là cái phần loa bát. Đấy, hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Cặp này thì tình trạng đấu mạng về các bác nhé, còn nguyên cả cái phần lưới trục để bảo vệ cái loa chép. Đấy, bán rất là nhiều cặp 955, 933 rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên về được một cặp mà còn nguyên cả cái lưới này, quá đẹp luôn. Hai cặp này xuất sắc, e căng thì cũng đầy đủ luôn. Đấy, nguyên bản luôn. Phần phía hậu đằng sau đây. Đấy, các bác chúng ta cùng xem. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy, em quay cả cho các bác hậu nhá, của cả hai cặp đều rất xuất sắc. Và bây giờ em sẽ test cho các bác nghe chất âm của cả hai cặp loa này. Đầu tiên em sẽ mở một đoạn nhạc trước, sau đó thì em sẽ bật mí cho các bác biết là đang phát trên cặp loa nào. Và cả hai cặp loa hôm nay thì nên em dùng chung trên một chiếc âm ly của Sansui, chiếc âm ly 8080, và để ở chế độ cầu A, cầu B. Em sẽ chuyển cầu nguồn nhạc lấy trực tiếp từ trên YouTube. Đấy, bắt qua cái phần vang cơ của AM900. Đây, em sẽ test cho các bác chúng ta cùng nghe. Em đang test nhạc trên cặp S180A các bác nhé. Các bác vừa được thưởng thức chất lượng âm thanh trên cặp S180A, tiếng rất là mềm mại và ngọt ngào và
tơi nhuyễn. Bây giờ em sẽ chuyển cầu sang đánh sang cặp loa S933 và em sẽ mở lại ca khúc vừa rồi để mời các bác chúng ta cùng cảm nhận. À, em đã chuyển sang cặp 933, các bác chúng ta cùng nghe xem có cái sự khác biệt nào. Tất cả đánh chung trên một hệ thống các bác nhé. Ba ba tuyệt đẹp luôn. Các bác chúng ta cùng cảm nhận và cho ý kiến. Em đã vừa test thử trên cả hai cặp loa và các bác có ý kiến đánh giá như thế nào ạ? Vâng, riêng cá nhân em thì cái cặp S180A ấy, nó thiên hướng, nó mềm mại ấy, chất âm của nó ngọt ngào. Còn cái dòng S933 thì tiếng nó tươi sáng và cái tiếng bass của nó cũng sâu đậm ấy. Mỗi loa thì sẽ có một cái thế mạnh riêng. Tuy nhiên mà để mà nói cái cặp nào nó vượt trội hơn thì cũng là khó đấy. Kẻ tám lạng người một cân thôi. Đấy, nó cũng chỉ xem nhau. Và cái cặp 933 này có giá là 26.500.000. Còn cặp S180A có giá 25.000.000 đấy, tùy vào hình thức đấy, cái gu nhìn của mình và cái gu nghe để các bác chọn lựa. Cả hai cái sản phẩm này đều rất là đẹp. Cặp 180A hoa hậu 25.000.000 và cặp 933 là 26.500.000. Các bác có nhu cầu bất cứ cái cặp loa nào thì alo trực tiếp cho em. Bên em thì có giao hàng đi toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác.